chốt Pháp Vân Cầu Rẽ sau một tuần hoạt động đã không còn tình trạng ùn tắc. Lực lượng chức năng vẫn chủ yếu kiểm soát những đối tượng là xe khách, taxi, xe cá nhân ra vào thành phố. Còn với xe tải chở hàng đã đăng ký theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải thì được tạo điều kiện qua chốt nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với xe khách và xe cá nhân thì vẫn còn nhiều trường hợp phải quay về như trường hợp lái xe taxi này. Xe của anh là hiện tại là xe dịch vụ, là taxi. Và bây giờ là theo cái thông tư thì là anh phải có test xét nghiệm Covid, anh mới được vào thành phố, anh mới được qua chốt. Mấy hôm nay em không lên trên này, thì là em chưa biết được cái chủ trương là có chị test Covid như thế nào. Thế bây giờ thì có chị bảo thế nào thì em phải nghe thế thôi. Là trường của lái xe em không có giấy xét nghiệm y tế về kiểm tra Covid trong vòng 3 ngày. Thì yêu cầu cái xe của em buộc phải quay đầu lại, nhá, di chuyển về, quay về địa phương. Đối với các trường hợp từ các tỉnh có dịch lên Hà Nội bằng đường bộ mà không thuộc diện 19 tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì khi vào Hà Nội bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính, căn cước công dân và khai báo y tế đầy đủ mới được qua chốt. Những dữ liệu này sẽ được lưu trữ để truy vết sau này. Để khắc phục tình trạng ùn tắc tại chốt kiểm dịch, Sở Giao thông Vận tải đã có hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện. Các loại phương tiện được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh đối với xe vận chuyển hàng hóa và được ưu tiên theo quy định. Tất cả các loại hình đều có kiểm tra, nhưng ưu tiên là kiểm tra xe khách. Và tất cả cũng có loại hình kiểm tra đột xuất, kiểm tra có tính xác suất của các loại hình khác, kể cả xe cá nhân. Theo thông tin của Công an thành phố Hà Nội, sau 8 ngày lập chốt, Hà Nội đã kiểm tra 173.000 phương tiện, trong đó 6.400 xe khách. Gần 1.500 phương tiện phải quay đầu vì không đáp ứng điều kiện phòng dịch. Cùng với đó là kiểm soát gần 240.000 người, phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm, 18 người có quyết định phải đi cách ly.